ជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួរស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅវេលាត្រឡប់ជាមួយខ្ញុំមកកាន់នៅវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូថ្មីនេះដែរខ្ញុំចែកចម្លែកអំពីការដាំដំណាំរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៅហើយនេះគឺជាផ្លែសណ្ដានបងប្អូនណាមិនដែរស្គាល់ផ្លែសណ្ដានបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានវាគឺជាផ្លែសណ្ដាន hồi phá sản đàn khi mình đáy khi mình đam về thì dạ về dù đã hơi bông bốn sản đàn này khi dạ thơ sà lò mà chú bố vị trí cái đường chú dẫn khi dạ thơ chia sà lò mà chú hồi khi ai dạ về ta thơ chia hộp xanh xanh chia đài mình đi chia chú bàn nâng này thì đam bông bốn phá vì hồi chúng chạy đồng đấy đi ai bông bốn này na đài mình đài score coi bông bông tu sơn này như cái chuyện đang về tầng mưu tam đó là ngay fly về có fly thom thom fly khác fly thom fly khác tới fly tôi đã tới hơi phai vía vi miên mạch nam vi miên mạch đong vì vi phai mạch đong nó ngay không còn nó không nên vi phai mạch đong hơi dương ai bầm màu pho vi dự tới xa dương cho ta han hà bởi vì sâu tới dương cho ta lụa nơi tìm xa bàn nông còn đi chỉ chỉ phai bỏ vía hơi cứ trong cơ xong mà chia sẻ trong bộ video đại ớt của nó phía phong đưa xa nhầm thọt không tu sắp đáy đã bây giờ cắt tới việt cho bà hơi xong phố nó chia sẻ trong đoạn đi phong thì khi chị ca chạy đồng đầy bọc sợi bọc trong tích tui thì bọn bọn tôi sẽ là thế nâng ấy cho bọn bọn đã thamay gặp lại chua chọn like subscribe hay share video này bị phóng nâng video nhưng mình được phần năng thế chăm chụp nhưng nâng video gặp lại chìm tỏ tiết xong cô đang xong cổ lìa.